Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay hai bố con mình đi đang lưới bắt cá chê để dê chuối các bạn nha. Thì giờ này cũng đang chập tối các bạn ạ. Thì tối nó mát thì hôm nay chỗ quê mình thì nó nóng, nên là trong chỗ có bè bồng này rất nhiều các bạn đây. Thì nó nực thì cá tối nó sẽ ra chỗ chỗ trống không có bè bồng thì nó ra và mình đang đứng ở ngoài thì bẫy nó. Hai con răng hơi tối các bạn, nhìn hơi tối này, răng chắc khoảng 9-10 giờ đêm là phải vớt rồi, phải cá nó dính vào nó ngộp với chết. Các bạn đang theo dõi xem kết quả, xem hai con mình có được thành quả gì không các bạn nhá. Một răng sao vậy á? Trong văng gần gần chỗ bèo bồng tí. À, quê mình cho cá hình như dính luôn sao hay nó bùm bùm vậy nhỉ? Nó trong bối thử vớt thì thử xem có sợ dính. Quê mình thì rất nhiều cá các bạn ạ. Đấy, cánh đồng rồi cá mắm rất nhiều nhá. Mới thử nhấc nhấc lên này. Có cái bồng sợ nó dính hết vào lưới không? Thì rễ vào bồng đi. À. Lưới là lưới này, lưới là lưới bén này dính cá các bạn. Chùn quá không? Chùn vậy nó mới được. Đây nó bẩn rồi. Ok đó. Ủi nó là kinh. Đấy, cá vọt rồi đấy. Cá vọt rồi đấy. Tiên chí cái chứ vào đây. Trên nó khoảng tầm 19-10 giờ. Nó đi đôi nó nực rồi là cái chuối. Các bạn theo dõi tiếp tục clip để đấy cá vọt đấy, để xem kết quả nào các bạn nhá. Đấy, đây này, nhiều nhỉ. Đấy đi vào. Nhiều đi đâu ấy? Đi bạn. Chào tất cả các anh em quay lại video hôm qua các bạn nhé. Hôm nay mình mới vớt được lưới các bạn. Thì đêm qua vớt là hơi tối, bắt được mấy con cá cũng to các bạn. Hôm nay mình quay lại cho các bạn cho sáng dễ nhìn các bạn. Cua hả bố? Cua. Đây cua. Cua nhiều lắm các bạn. Cua chết chết thôi. Nhà này. Cầm mình sáng đi xuống nhìn thấy không thấy phao nổi đâu các bạn, không thấy lưới đâu, không biết được cá thế nào đây. Đấy. Về cái sau. Ui thì bẩn lắm. Nếu ông thứ này về dễ hết. Cua. Cái cua sông lắm đây. Cái chỗ này nhiều cua lắm, lại cua. Sông này lắm cua. Sông sâu. Nó lần lần. Đi cua từ quần đấy vô tư. Sáng nhìn thấy không phải phao cái gì vậy, cá gì vậy, thấy cá đấy. Cái chê rồi. Cô đau kinh. Quay. Cá đau kinh. Cá đau kinh. Hai con. Ui giời. Rồi. Mình cá đau kinh các bạn. Hai em. Cá sấu á. Hai rồi. Quấn tít nó. Nhưng gặp chục con thì chắc chết. Cái này khó gỡ nhỉ? Khó gỡ. Rách lưới. Nên mà sao giờ tao không nhầm mình đánh lưới nữa. Này tía về nửa đứa chắc chết mất. Tối qua bảo quay mà đi quay nó tối quá nên mình không quay được. Để sáng thì vớt mình quay.
Ngày hôm qua cũng chưa nóng mấy, để mà nóng trước khi đỉnh điểm thì nó bị nhiều. À, cái này nó nóng lực. Nước nóng cơ, nước phải nóng luôn. Bắt đầu mới ngoi ra, bị bồng dày nó ngoi ra, nhật. Ngoài ra phải ăn lẩu. Các bạn thấy video mình hay thì nhớ ủng hộ mình nhé đã. Đấy, ấy tạm vậy để tí ấy xong được. Đấy, ui. Dài rồi. Rồi. Đến chịu rồi. Nó cá nó kính thì nhiều thế nhỉ? Ngứa rồi. Xuống. Đây là cần tre nhỏ. Ngoài được mỗi nhà đấy, để bao nhiêu cái gì rồi? Quấn quấn. Ô được quấn vào ấy rồi, mình trà rồi. Ui giời ơi. Được một em bofi các bạn ạ. Toàn cá nó kính thôi. Ở trong miền Nam người ta hay ăn đấy. Ôi không được rồi, nguyên cá nó kính không. To phết nhỉ. Có con rở to như của rừng tỏi. Trong kia nó ăn làm ẩm. Hấp xả. Bên ngoài mình không ăn đi. Tại là ác là nó không tuốt được. Rách lưới à. Thì cái da nó cứng vậy. Ui. Sợ. Nơi này là cái gì? Hay cái gì không ngại. Cá sao rồi? Như là cá nọc kính. Hôm qua, tối hôm qua bố mà không gỡ mấy cái nọc kính này hôm nay dày đặc. Sao? Thì cá lo rồi. Nó như cả cái cốc ấy. Không nghĩ cái gì ăn được nó. Ăn nó đắng à? Đứng nó không có gì ăn được. Nó nhanh ạ. Nguyên là mình ăn thì nó nhanh ạ. Nghe thấy trong miền Nam người ta toàn ăn thì không cho hấp xả ăn. Nó đặc sản đấy. Đúng được. Giờ qua ngoài Bắc mình không ăn thôi. Dân hấp giờ ra để nguyên con nó rẽ. Ra chấm muối ớt đánh lưới thì chắc là gặp những tình trạng này sẽ hỏng luôn lưới. Gặp ngay đi. Gặp ngay đàn cá nóc kính các bạn. Thất bại. Mà trước không chưa có loại cá đấy thì này vừa ngon. Giờ nguyên cá đấy thì bắt tạm vậy tí á, bắt tạm vậy tí ấy, tí về gỡ. Rồi lại hình như nó tiếp sao? Ui trời ơi, chua, thấy chua rồi. Ui. Bố bằng bồng. Cái cả kì. Vào mồi á, nó quấn vậy á. Không có gì vào được nó. Thank you.
Thôi nôi về đi. Nhưng cá lóc kính các bạn, nôi về. Bố nó vào. Được mũi em vô phi. Phi cá này. Em lấy. Đỡ cái răng này nó con cái này không ra được. Cá lóc kính à? Thật bại. Nên cá lóc kính các bạn nhiều quá rồi. Cá gáo là con mình phải mang hết về gỡ đấy. Đây. Rồi bố con mình về các bạn ạ. Thôi chào tạm biệt các bạn nhé.